Tối ngày 6 tháng 7, mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên đưa xe biển xanh vào tận cầu thang máy bay ở sân bay Tuy Hòa Phú Yên để đón người nhà. Theo thông tin đăng tải, sự việc diễn ra vào ngày 14 tháng 6. Nhiều ý kiến cho rằng ông Sơn sử dụng xe công vụ sai mục đích, trái với quy định của chính phủ. Sáng ngày 7 tháng 7, ông Lương Minh Sơn xác nhận với cơ quan báo chí mình là người trong ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo ông Sơn, khi đó ông đi thành phố Hồ Chí Minh khám sức khỏe của một số người trong ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh Phú Yên theo yêu cầu của ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương và có công lệnh. Lúc xuống sân bay có người thân đi khám bệnh từ Sài Gòn nên đi chung với xe của ông luôn. Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên cho rằng việc xe biển xanh vào cầu thang đón mình là không trái quy định của chính phủ. Theo ông Sơn, nghị định số 04/2019 quy định Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung ương được sử dụng ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác. Còn ô tô biển xanh vào khu vực sân bay hôm 14 tháng 6 đã được Cảng vụ hàng không miền Trung cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, được ra vào khu vực hạn chế trong sân bay Tuy Hòa. Còn ông Phạm Ngọc Kình, giám đốc Cảng hàng không Tuy Hòa cho biết theo quy định thì Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh là những người được Cảng hàng không Tuy Hòa đảm bảo công tác an ninh an toàn khi ra vào sân bay. Việc xe biển xanh vào tận cầu thang máy bay chở ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên nằm trong tiêu chuẩn quy định trước khi vào đón người này. Ô tô đã được làm đầy đủ các thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn. Với những hoạt động bất thường của Cao Thị Ninh, tức Cao Kiều, sinh năm 1992, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, xác minh hot girl này là tú bà điều hành một đường dây mua bán môi giới mại dâm chuyên nghiệp. Thông tin ban đầu cho biết, Cao Thị Ninh quê quán ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, đăng ký thường trú tại Hoa Lư, Ninh Bình. Cách đây khoảng 2 năm, Cao Thị Ninh đăng ký tạm trú và sinh sống tại một căn hộ ở chung cư Tiaco, thành phố Thanh Hóa. Trong thời gian sinh sống tại đây, Ninh sống khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm. Nhiều người sống lân cận không biết Ninh làm nghề gì, thậm chí nhiều người còn không biết tên thật của hot girl này do Ninh tự giới thiệu tên gọi khác cho mọi người. Tuy nhiên, trên Facebook của Ninh lại thường xuyên xuất hiện những hình ảnh cá nhân thể hiện cuộc sống khá giả như sắm hàng hiệu, lái xe hộp đi, ăn uống trong các nhà hàng sang trọng, tự nhận mình là chủ một quán spa. Những hoạt động bất thường của Cao Thị Ninh đã bị lực lượng chức năng nghi ngờ, theo dõi. Công an Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, tối ngày 4 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệt phá đường dây môi giới, mua bán dâm chuyên nghiệp tại khách sạn Phú Hưng, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa do Cao Thị Ninh cầm đầu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang Cao Thị Ninh cùng 3 gái mại dâm khác đang bán dâm cho khách tại các phòng 606, 706 và 801, 803 tại khách sạn Phú Hưng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu tại cơ quan công an, các gái mại dâm và người mua bán dâm đều khai là đã thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua sự môi giới điều hành của Cao Thị Ninh. Khi biết khách có nhu cầu mua dâm, Cao Thị Ninh đã điều gái mại dâm từ các quán karaoke đến khách sạn Phú Hưng bán dâm cho khách với giá từ 3 đến 5 triệu đồng một lần. Sau đó Cao Thị Ninh sẽ lấy tiền hoa hồng từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm. Nếu khách mua dâm có nhu cầu, Cao Thị Ninh cũng trực tiếp bán dâm cho khách. Bước đầu, lực lượng chức năng đã nhận định Cao Thị Ninh là tú bà cầm đầu một đường dây mua bán môi giới mại dâm chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Phải tốn rất nhiều công sức, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự mới lần ra được đường dây mại dâm và lập kế hoạch đấu tranh triệt phá. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Cao Thị Ninh và tiếp tục mở rộng điều tra. Theo lãnh đạo ngành y tế tỉnh Tây Nguyên, bệnh bạch hầu xuất hiện ở những khu vực người dân, trẻ em không được tiêm phòng vaccine phòng bệnh. Ngày 6 tháng 7, ngành y tế các tỉnh Tây Nguyên cho biết đã có 58 ca nhiễm bạch hầu, trong đó tỉnh Kon Tum có 23 ca, Gia Lai 10 ca và Đắk Nông 25 ca. Bác sĩ Mai Xuân Hải, giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, toàn tỉnh có 32 ca được cách ly phòng chống dịch đối với bệnh dịch bạch hầu, trong đó 10 ca dương tính với bệnh này, một trường hợp đã tử vong. Các bệnh nhân được chia làm 3 nơi theo dõi điều trị tại bệnh viện Nhi, bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và trung tâm y tế huyện Đắk Qua. Theo ông Hải, ngành y tế đã lập chốt cách ly hơn 1.400 người của làng Bông Hiốt, xã Hải Giang, huyện Đắk Qua là nơi bùng phát bệnh. Ngành y tế cũng đã cho người dân uống thuốc phòng dịch, đồng thời lực lượng chức năng cũng tiêu độc khử trùng tại làng này, ông Hải nói. Còn ông Hà Văn Hùng, phó giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, tình hình địa phương vừa phát hiện thêm 8 ca dương tính với bệnh bạch hầu tại Đắk Que, thuộc Đắk Rấp, huyện Krông Nô và Đắk Long. Như vậy đến nay, tỉnh Đắk Rông có 25 ca nhiễm bệnh bạch hầu, trong đó 2 trường hợp tử vong. Địa phương này đã cách ly hơn 1.000 người để theo dõi và phòng dịch. Ngành y tế Đắk Rông cũng đã tổ chức khử khuẩn, khám sàng lọc, điều trị dự phòng bằng kháng sinh, tiêm vaccine phòng tại các ổ dịch và khu vực lân cận. Ông Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, trong cộng đồng vẫn còn người lành mang trùng, do đó bệnh bạch hầu vẫn còn rải rác khắp cộng đồng. Theo ông, nguồn lây đã có sẵn trong cộng đồng. Đến đầu mùa mưa, thời tiết lạnh là môi trường rất tốt để bệnh bạch hầu phát triển. Những khu vực xuất hiện bệnh đa số là người đồng bào không được tiêm vaccine. Có những trường hợp chúng tôi mang vaccine đến nơi, người dân không đưa con đến tiêm. Ông Hùng nêu thực tế và cho biết nếu có thêm nguồn lực, địa phương sẽ làm tốt hơn. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Mai Xuân Hải đã cho biết thêm bệnh bạch hầu đã xuất hiện ở vùng sâu, nơi không tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em. Đây là khu vực có hệ miễn dịch thấp. Phân tích yếu tố dịch tễ, Viện trưởng Viện Dịch tễ Tây Nguyên,
Viên Minh Chiến cho biết 92% những người bị bạch hầu đều là người dân thiểu số và không được tiêm chủng phòng bệnh. Đây sẽ là khu vực xuất hiện bạch hầu trước tiên, thông thường vẫn sẽ có tỷ lệ nhất định không tiêm. Ngoài ra bản thân người tiêm không đáp ứng miễn dịch cùng với thời gian khi gặp được nguồn bệnh. Với một mức độ phù hợp sẽ xuất hiện ca bệnh, ông Chiến giải thích. Vị viện trưởng này cho biết thêm, để phát hiện được chữa trị sớm thì cán bộ y tế cơ sở phải được tập huấn, nâng cao nhận thức đầy đủ về bệnh. Bên cạnh đó cần làm tốt công tác điều tra dịch tễ khi có ca bệnh xuất hiện. Song giải pháp bền vững và an toàn nhất theo ông Chiến là phải tiêm vaccine cho trẻ em. Mới đây, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phát hiện và lập biên bản một trường hợp lái xe vi phạm các quy định về an toàn trong khu bay. Cụ thể, khi đang điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát HAN3076709 di chuyển trên đường công vụ R1 hướng từ Tây sang Đông đến vị trí số 30. Do không chú ý quan sát nên đã điều khiển phương tiện đi cắt qua phía sau tàu bay B789 VNA862. Được biết, tàu bay này đang được kéo lùi từ vị trí đỗ ra đường lăn để thực hiện chuyến bay VN221 từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc dù chưa uy hiếp an toàn bay, song đã vi phạm nghiêm trọng quy định an ninh an toàn trong khu bay. Năm nhân viên được xác định tên là TAD, nhân viên công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài. Vụ việc đã được bàn giao cho cảng vụ hàng không sân bay để xử lý theo đúng quy định. Trước đó, báo chí đã từng thông tin về không ít các vụ việc tương tự. Hồi cuối tháng 2, cũng tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ông NHM lái xe thuộc công ty cổ phần dịch vụ mặt đất Hà Nội do thiếu quan sát khi qua vị trí cầu khách hàng số 34, lái xe này chạy cắt ngang giữa máy bay A350 VNA890 thực hiện chuyến bay VN347 từ sân bay quốc tế Nagoya, Nhật Bản về sân bay Nội Bài của Vietnam Airlines. Khi máy bay này đang lăn vào vị trí đỗ theo hệ thống dẫn đỗ tự động, một chuyên gia an toàn về hàng không cho hay, theo quy định về an toàn, khi tàu bay đã lăn vào vị trí đỗ đã đối chuẩn với vị trí đỗ theo hệ thống dẫn đỗ tự động, tất cả các phương tiện qua khu vực này đều phải dừng lại đến khi hệ thống dẫn vào đúng vị trí quy định, tàu bay dừng, tắt động cơ chèn máy. Theo quy định tại Nghị định 162 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không, sẽ phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đối với hành vi điều khiển phương tiện trong sân bay không giữ khoảng cách an toàn với tàu bay theo quy định. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay ngày 7 tháng 7, giá vàng trong nước tiếp tục tăng sau khi chạm mốc 50 triệu đồng trên một lượng trong cuối phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9 giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 49,87 triệu đến 50,32 triệu đồng trên một lượng, theo giá mua vào và bán ra, tăng 230.000 đồng trên một lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Cùng thời điểm trên, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở quanh mức 49,95 triệu đến 50,2 triệu đồng trong một lượng, tăng 310.000 đồng trên một lượng chiều mua vào và 250.000 đồng một lượng chiều bán ra so với phiên chốt trước, chênh lệch giá mua bán là 200.000 đồng một lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội quanh mức 49,65 triệu đồng đến 49,85 triệu đồng trên một lượng, đi ngang giá chiều mua và chiều bán so với phiên chốt trước, chênh lệch giá mua bán là 220.000 đồng trên một lượng. Vàng dòng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua bán ở mức giá 49,48 triệu đồng đến 50,08 triệu đồng trên một lượng. Như vậy, sau khi chinh phục đỉnh lịch sử, giá vàng miếng trong nước tiếp tục nhảy vọt theo thị trường kim loại quý thế giới. Còn trên thế giới, vào 6 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1786 đô la Mỹ trên ounce, tăng 12 đô la Mỹ so với đầu giờ sáng qua. Ngược với đà tăng của giá vàng, tỷ giá đô la trong nước sáng nay khá nhạt nhòa. Vietcombank đang bán mỗi đô la Mỹ với mức giá là 23.280 đồng, trong khi một số ngân hàng khác niêm yết ở mức 23.260 đồng đến 23.275 đồng.